trong kho tàng âm nhạc của Việt Nam là có rất nhiều bài hát hay, những bản nhạc xưa rất hay. Vì thế hôm nay Thanh Lam Tùng Dương xin được gửi tặng cho quý vị rất nhiều những bài hát nhạc xưa, là từ những bài hát là theo thời kỳ tiền chiến. Và sau đây là một bài hát là mang âm hưởng dân gian Bắc Bộ, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát Ngậm Ngùi. Xin mời quý vị cùng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tùy giữa mấy sống subscribe.